Xin chào tất cả các em. Hôm nay ta tiếp tục với bài tập là ứng dụng của thế phân định loại 1. Ở trong video ngày hôm nay là ta ứng dụng thế phân định loại 1 để chúng ta tính độ dài của đường cong. Length of a curve. Đầu tiên là ta tắt lý thuyết. Chúng ta có được một đường cong được giới hạn là từ điểm A đến điểm B. Thì độ dài ví dụ là L, các bạn là tích phân trên đường AB nhân vi phân DL. Vi phân DL nó được tính chúng ta xét cho tọa độ OSI thì được tính hai cái thức này ha. Chỗ này là làm theo biến x, chỗ này là làm theo biến y. Chúng ta xét ở trong tọa độ cực thì vi phân DL các bạn là căn bậc 2 của r bình cộng r phẩy bình phương nhân d của theta. Trường hợp chúng ta xét là công tham số x và y nó được biểu diễn theo biến t thì chúng ta có được vi phân DL nó bằng là căn bậc 2 của thể bình phương cộng phẩy bình phương nhân dt. Các em chú ý là x phẩy y phẩy sẽ được tính theo biến t ha. Vậy các em sẽ được phần lý thuyết. Sau đây là chúng ta làm bài tập ví dụ. Bài tập số 1 là tính độ dài của đường cong. Đường cong có phương trình là y các bạn là 1/2 nhân tất cả của em mũ x cộng em mũ trừ x. Mũ x được giới hạn là từ 0 đến 1. Sau đây là chúng ta áp dụng công thức phần lý thuyết để chúng ta tính độ dài của đường cong. Các em có được độ dài L. Các bạn tính phần này ha. Sau đây là chúng ta tính DL. Trong DL có y phẩy. Đầu tiên các em tính y phẩy. Dễ dàng chúng ta có được y phẩy nó bằng là 1/2 nhân tất cả của em mũ x trừ em mũ trừ x. Vậy các em suy ra y phẩy bình phương các bạn đây ha. Lấy các em thấy vào đây thì các em mới được chỗ này. Tại đây các em quy đồng lên đi 1/4 ra ngoài thì các em có được là 1/2. Ở trong là e mũ 2x cộng 2 cộng e mũ trừ 2x thì nó bằng là căn bậc 2 của e mũ x cộng e mũ của trừ x bình phương. Thì nó bằng là trị đối của e mũ x cộng e mũ trừ x. Đây là số dương ha, nên chỉ đối nó ra chính nó. Vậy các em đã có được DL, lấy các em thấy vào đây. Vậy độ dài L là công thức ha. Lấy DL các em thấy vào, rồi các em nghiên hạt. Đoạn của x từ 0 đến 1, vì giới hạn chỗ này ha. Thì các em tính được là 1/2 nhân tất cả của E trừ E mũ trừ 1. Các em xong được bài đầu tiên. Đây là chúng ta xem bài số 2. Bài số 2 là tính độ dài của đường cong x nó bằng là t trừ sin t, y nó bằng là 1 trừ cos t. Nó được giới hạn là t chạy từ 0 đến 20. Chúng ta thấy rằng x và y được cho bởi là phương trình tham số. Vậy chúng ta tính dl theo kiểu phương trình tham số ha. Sau đây là lời giải cụ thể. Các em có được DL nó bằng cái này. Ngoài các em đi tính là x phẩy và y phẩy là hàm theo biến t ha. X các bạn là t trừ sin t, các em có được x phẩy nó bằng là 1 trừ cos t. Y nó bằng là 1 trừ cos t, các em có được y phẩy nó bằng là sin t. Lấy x phẩy y phẩy các em thấy vào đi ha. Các em phá định thức rồi các em rút gọn, các em được chỗ này. Tại đây là cos t áp dụng một thức lượng giác, rồi các em rút gọn nó bằng là 2 nhân sin t chia 2. Và tiếp theo là các em thấy vào cộng cos t là từ 0 đến 20 ha. Các em nghiên hàm rồi các em thấy cộng thì chúng ta có được chiều dài nó bằng là 8.